Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tạp chí Văn hóa và Đời sống tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống có chuyên đề phản ánh về những cách làm hay trong thực hiện tiêu chí cảnh quan môi trường và văn hóa tại một số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về kinh nghiệm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Mục Nét đẹp xứ Nhãn giới thiệu về hai cá nhân tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên có nhiều thành tích trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi mục Muôn mặt đời sống. Thưa quý vị, tỉnh Hưng Yên hiện có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã này đều tiêu biểu về mọi mặt, đặc biệt về cảnh quan môi trường và đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự chung tay của người dân. Chuyên đề sau đây kể về những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện tiêu chí môi trường và văn hóa ở một số xã nông thôn mới kiểu mẫu vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Xã Long Hưng, huyện Văn Giang là một trong số 13 xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương này đã có nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn mới với trọng tâm là vận động nhân dân thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình. Xã Long Hưng cấp cho mỗi hộ một thùng nhựa dung tích 18 lít để phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Tổ vệ sinh môi trường có 2 xe thu gom rác riêng, 1 xe thu gom rác hữu cơ, 1 xe thu gom rác vô cơ. Rác vô cơ được tập kết sau vận chuyển đi, còn rác hữu cơ thì được xử lý hợp vệ sinh ở bãi rác của xã. Hiện nay có khoảng 70% số hộ gia đình trong xã hưởng ứng phân loại rác tại gia đình, góp phần giảm lượng rác phát sinh ra môi trường. Cái chủ trương này rất đúng đắn và rất hợp vệ sinh, rất sạch sẽ cho môi trường, sạch sẽ cho cả gia đình. Và nó có lẽ nó cũng tiến bộ theo cái xu hướng chung của thời đại cả. Phân loại như thế thì là nó được sạch sẽ cho dân và tiết kiệm được nhiều hơn. Tất cả 7 thôn trong xã Long Hưng đều ra quy định về bảo vệ, giữ vệ sinh môi trường ở khu dân cư để người dân thực hiện. Hàng tuần, các đoàn thể ở các thôn luân phiên tiến hành tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và đảm nhận chăm sóc hoa, cây xanh hai bên đường. Từ đó đã hình thành nên những con đường kiểu mẫu, đồng thời ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao. Cứ gần nhà nào là nhà ấy có đều có ý thức là quét dọn sạch sẽ từ trong đến ra ngoài. Và cả về vệ sinh môi trường là của trong xã là cũng phục vụ qua nhà là dân rất là tốt. Xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chỉ có điểm xuất phát, không có điểm dừng. Động viên nhân dân là giữ gìn các cái đường hoa, thế rồi là bảo tồn các cái di tích của làng, đặc biệt là các cái ao để giữ gìn môi trường sinh thái. Chính quyền sát sao cộng với đa số người dân thực hiện phân loại rác hữu cơ tại hộ gia đình và có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống. Vì vậy, tại xã Long Hưng đã hình thành nên những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là một vùng quê kiểu mẫu đáng sống. Giống như xã Long Hưng, trong quá trình phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, thì xã Đình Dù, huyện Văn Lâm cũng quan tâm đặc biệt đến tiêu chí cảnh quan môi trường. Là địa phương đang đô thị hóa nhanh, song chính quyền và nhân dân xã Đình Dù quyết tâm gìn giữ và cải tạo ao hồ để đảm bảo môi trường sống trong lành, cũng như tạo cảnh quan tại các khu dân cư. Xã Đình Dù giáp với khu công nghiệp Phú Nội A, diện tích toàn xã không quá lớn, song địa phương này còn giữ được hơn chục ao hồ ở 5 thôn. Thôn nào cũng có ao hồ nằm trong khu dân cư. Năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Đình Dù đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất giãn dân để cải tạo, chỉnh trang 4 hồ nước ở trung tâm xã và ao cá Bắc Hồ với tổng diện tích gần 7 ha. Ngoài ra, xã hỗ trợ thôn Ngải Dương cải tạo ao làng vốn ô nhiễm trước kia trở thành một công trình văn hóa khang trang, sạch đẹp là điểm nhấn của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban nhân dân xã sẽ quyết tâm là thực hiện cái tạo ao hồ rồi đường cơi và trục đường trên địa bàn xã thì được bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Ao hồ được nạo vét, xây kè, lát đường đi và vỉa hè xung quanh trồng nhiều cây, tạo điều kiện cho người dân có nơi tập thể dục, ngắm cảnh, hưởng thụ môi trường trong lành, thoáng mát. Cứ chiều đến, ông Cao Viết Cường lại ra hồ nước trung tâm xã để ngắm cảnh, thư giãn sau một ngày làm việc. Ông Cường và người dân trong xã Đình Dù thấy rõ lợi ích từ việc gìn giữ hệ thống ao hồ. Giữ được cái môi trường ao hồ như thế này là rất là hiếm. Không khí môi trường nó coi như cái lá phổi của cái vùng nông thôn, hít thở không khí là thật là thoải mái, sảng khoái. Chính quyền xã nghiêm cấm các hộ dân xả rác thải,
nước thải bẩn ra ao hồ đã cải tạo. Một số người dân sống gần hồ tự nguyện vớt rác thải để đảm bảo nguồn nước luôn trong xanh, sạch sẽ. Đô thị hóa, mở rộng khu dân cư nhưng không san lấp ao hồ tràn lan mà biết tận dụng diện tích ao hồ để làm đẹp quê hương, điều hòa môi trường sinh thái. Đó là cách làm hay mà xã Đình Dù, địa phương thứ hai của huyện Văn Lâm đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đã thực hiện thành công. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bên cạnh hoàn thiện hạ tầng cơ sở còn là nâng cao đời sống văn hóa tinh thần tại địa phương thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, người dân được thụ hưởng thành quả của nông thôn mới mang lại. Điều này đang được xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, một trong 13 xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện hiệu quả. Từ khi đạt chuẩn nông thôn mới và bước vào thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, xã Yên Phú đã dành một phần ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình thể thao cộng đồng như sân bóng chuyển hơi, sân cầu lông. Vừa qua, địa phương này đầu tư gần 1 tỷ đồng để dành trang bị những dụng cụ thể thao công cộng đa năng cho tất cả 7 thôn trong xã. Mỗi thôn 10 dụng cụ, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân có nơi tập thể dục thể thao miễn phí ở nơi mình sinh sống. Thì đối với xã Yên Phú thì về cái thiết chế văn hóa, về các cái tuyên truyền, rồi là cổ động, rồi là cũng lắp đặt một số cái trang thiết bị về cái dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời để cho nhân dân để tập luyện, để hướng tới cái sức khỏe, để phục vụ cho cái công việc hàng ngày. Vào buổi chiều hàng ngày, tại những sân thể thao ở các khu dân cư sôi động các hoạt động thể thao cộng đồng, thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia để rèn luyện sức khỏe và có những phút giây giải trí bổ ích. Người dân cảm thấy hài lòng về sự quan tâm đầu tư cho thể thao phong trào tại địa phương. Thể thao khỏe mạnh thì về làm ăn sản xuất thì nó cũng coi là nâng cao. Tham gia hoạt động thể thao giờ nói chung là tất cả mọi cái sức khỏe và cái tất cả nó sẽ ổn định. Người dân khỏe mạnh thì mới lao động sản xuất tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đó là phương châm, cũng là mục tiêu mà xã Yên Phú đã và đang hướng tới. Xã nông thôn mới kiểu mẫu này sẽ tiếp tục đầu tư kinh phí để xây dựng, trang bị cơ sở vật chất thể thao dành cho nhân dân. Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, thôn Tầm Tăng được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh vào năm 2019, góp phần chuyển biến môi trường sống một cách tích cực, được nhân dân đồng lòng. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi, nhưng đều đặn, chiều nào cũng vậy. Cụ Thiều Ngọc Thiệu đều đi bộ ra khu nhà văn hóa thôn để hít thở không khí trong lành. Bản thân cụ cũng như nhiều người dân khác đều thấy phấn khởi khi cảnh sắc làng quê cũng như đời sống người dân thôn Tầm Tăng ngày càng phát triển. Chúng tôi rất là phấn khởi và mừng là được đời sống được nên môi trường xanh sạch đẹp. Chiều đến là tôi cứ đi vòng quanh làng mới vào. Người dân làm ra sản phẩm là coi như bán ngay tại nhà. Tôi cảm thấy bây giờ sống là nó quá là sướng so với ngày xưa. Sau khi thôn Tầm Tăng được lựa chọn làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, trong suốt quá trình thực hiện, địa phương đã tập trung vận động tuyên truyền đến người dân, huy động các nguồn lực để đạt hiệu quả cao nhất. Với lợi thế vùng đất bãi sông Hồng, đất đai màu mỡ, vì vậy chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng chuyên canh hoa, cây cảnh cho hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, để người dân tin tưởng, đồng thuận, cán bộ thôn và đảng viên phải tiên phong đi đầu trong mọi phong trào. Gia đình là cũng đã cùng với toàn dân là hiến đất, là một người chi hội trưởng cựu chiến binh thì đã vận động hội viên là hiến đất này, làm đường này và chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Gia đình cũng hiến 50 mét vuông đất toàn bộ nhân dân. Nếu nhà mà không vướng đến đất thì người ta sẽ ủng hộ về đồng tiền, còn nhà vướng vào đất thì ủng hộ về mấy chục mét vuông đất. Làng thì rất nhỏ, cái sân số ít thì đâm là cái mức ủng hộ để xây dựng nông thôn mới là rất cao. Nhân dân ủng hộ này khoảng 1.600 mét vuông đất, rất nhiều. Lúc đầu thì bà con tòa là tập thể phải có tí chút bồi thường chẳng hạn đấy. Thế nhưng mà miệng nói tay làm và tai lắng nghe thì đảng viên đi trước, đảng nước đi sau đấy, từ cái chỗ là bà con rất phấn khởi. Đến nay 100% các trục đường giao thông tại Tầm Tăng đều được bê tông hóa, trải áp phan với bề rộng mặt đường từ 3 đến 7,5 mét. 100% các ngõ xóm xây dựng hệ thống điện thắp sáng. Người dân luôn có ý thức giữ gìn cảnh quan xanh, sạch đẹp. Tổng kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2015 đến nay đạt gần 13 tỷ đồng.
đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Yếu tố môi trường được chúng tôi rất là quan tâm. Tổ thu gom của các thôn thu gom một tuần, hai lần. Người dân rất là hưởng ứng và nâng cao ý thức trách nhiệm từ các gia đình, các cá nhân đến tập thể. Thời gian tới thì địa phương chúng tôi cũng sẽ cố gắng lãnh đạo chỉ đạo và được nhân dân đồng tình ủng hộ để giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh Hưng Yên vừa có hai cá nhân được Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khen thưởng vì tham gia tích cực chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt giai đoạn 2017-2022. Đó là nghệ nhân ưu tú Dương Thị Phương Đông và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Được. Trong mục nét đẹp xứ Nhãn tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ hai nghệ nhân ưu tú này. Nghệ nhân ưu tú Dương Thị Phương Đông sinh năm 1953 tại thành phố Hưng Yên. Bà đang là chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa đạo mẫu tỉnh Hưng Yên. Bà Đông vốn là con nhà nòi, bởi mẹ bà là đồng thầy Trần Thị Mười, có 73 năm thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Những năm tháng còn trẻ, bà được theo mẹ để cảm thụ những giá trị văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng thờ mẫu và diễn xướng hầu đồng. Vì vậy, trong sâu thẳm người nghệ nhân này luôn nặng lòng và mong muốn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ đã được UNESCO công nhận. Khi UNESCO đã công nhận tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, tôi là và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan đã cùng nhau để bắt tay xây dựng một cái câu lạc bộ đạo mẫu tỉnh Hưng Yên. Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa đạo mẫu tỉnh Hưng Yên, bằng sự tâm huyết và trách nhiệm, nghệ nhân ưu tú Dương Thị Phương Đông định hướng cho hơn 200 hội viên là các thanh đồng, đồng đền không lợi dụng tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan, phát huy những giá trị tốt đẹp trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Bà Đông còn tích cực tham gia các cuộc hội thảo khoa học về di sản văn hóa và hoạt động quảng bá di sản văn hóa dân tộc ở trong nước và một số nước trên thế giới như Myanmar, Pháp. Chị Đông là cái người mà sức lan tỏa rất lớn, có hiệu lực rất lớn và đã giúp cho Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình, đó là truyền tải cái sự giá trị văn hóa của mẫu cũng như là của những thanh đồng, cái phong cách của thanh đồng để cho nó được trọn vẹn. Tôi thấy một cái tâm huyết của bà Dương Thị Phương Đông thì thực tình là để một người đầu tàu gương mẫu, rất là mẫu mực. Đấy, bà ấy nói được, bà làm được. Gần 40 năm qua, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Được, đồng đền Đền Tiên Hương thờ quan Hoàng Bưởi ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, đang góp sức mình vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt. Ông Được đang là chủ tịch chi hội di sản văn hóa Kinh Kỳ, tỉnh Hưng Yên, với trọng trách truyền dạy và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của đạo mẫu trên quê hương xứ Nhãn. Đạo pháp mà muốn trường tồn là phải đồng hành cùng dân tộc, phải đưa lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Đấy, chúng ta bảo tồn, phát huy, gìn giữ cái nét đẹp này thì phải thông qua đó là chúng ta phải hàng tâm hàng sản để hàng ngày truyền dạy những cái thế hệ sau, đấy, gạn đục khơi trong những cái gì tốt và cái gì không tốt và cái gì chúng ta gìn giữ. Đấy, thì chúng ta phải cố gắng phát huy, đó là cái nét đẹp. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Được là một trong những nghệ nhân đã có rất nhiều công trong việc bảo tồn là di sản văn hóa vi vật thể và luôn luôn là những người như vậy là có tâm, hàng tâm hàng sản trong công việc bảo tồn di sản văn hóa. Người dân chúng tôi ở đây là cũng rất mến mộ. Những năm gần đây, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Được có nhiều hoạt động phát huy giá trị di sản trên phạm vi cả nước thông qua tham gia các cuộc liên hoan diễn xướng hầu đồng để mang cái hay, cái đẹp của tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt gắn với nghi lễ hầu đồng và nghệ thuật hát chầu văn đến với đông đảo công chúng. Với những đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Được và nghệ nhân ưu tú Dương Thị Phương Đông được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tặng bằng khen, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo tồn văn hóa đạo mẫu Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu nghệ nhân ưu tú mà Chủ tịch nước trao tặng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.